Xin chào tất cả anh em. Hôm nay là mùng 10, mình khai trương lại nha các bạn. Nói chung là chúc anh em năm mới nhiều thành công mới, chơi ná vui vẻ. Nay là mình đăng một số sản phẩm lên nha các bạn. Đây là cây ná đầu tròn chắc 8, đầu 13 chắc cột. Cây này ngắm rất là nét nha các bạn. Cái đầu nó làm tròn vo, cái khe cột cột rất là dễ chụp thông vô đây, siết dây chỗ này lại rất là dễ dàng. Nên là ốp gỗ inox nha các bạn. Này là 250 bao ship nè. Cái da này là da EX B6, B7, B8 loại nào cũng có hết, 7.000 một miếng, da xịn nha các bạn. Da EX, cái da này mà các bạn muốn xài thì các bạn nhầu nó đi, tức là trước khi xài các bạn vò nó đi cho nó mềm ra xíu. Da này rất là bền, bánh lâu lắm mới hư. 7.000 một miếng nhưng mà đúng là cái giá trị của nó ra các bạn. Khóa bì ngon, giữ bì tốt nè, bền nữa nè, không bị nhão nữa nè, bánh rất là ngon. Loại nào cũng có hết, các bạn thích có thắt gió thì thích, thích nó đặc như vậy thì thích, to nhỏ gì cũng có hết, B6, B7, B8 đều có hết. Thông này là thông EX của mình, nó dày 0.55, tức là độ dày á. Thì mình đang bán, năm ngoái thì mình bán 120, nhưng mà năm nay mình giảm xuống là 101 thôi. Nói chung là bớt anh em 10.000 á, bao cắt. Nhưng mà cái giá 101 là chưa có bao ship nha các bạn. Cái thùng này nó ngon cho nên cái chi phí nó cao. Tức là anh em đặt khổ nào thì mình cắt cho khổ đó, dài ngắn gì có đủ hết. Hoặc anh em thích mua nguyên cuộn thì anh em tự cắt cũng có nữa. Nói chung là ai thích cắt tự cắt cũng có, mà nhờ mình cắt mình cũng cắt luôn cho 101 một mét, chưa bao ship. Đây là cái túi loa này các bạn, anh em nào thích đi trải nghiệm thì đây cái túi loa này, cái này mình may thủ công nha các bạn. Mở ra cho các bạn coi luôn này. Cái loa này mình xài mấy năm rồi các bạn. Này mình lấy bằng keo mình dán cái chỗ thẻ nhớ này là cho nó khỏi xúc cái thẻ ra. Cái loa này nó nhét vô nó vừa khít luôn nha bạn. Các bạn cầm các bạn dọc ngược vậy nó không có rớt ra đâu, nó chặt này không? Nó khít luôn á. Nói chung mình đo đạt mình làm cho nó vừa khít luôn. Xài bao bền nha các bạn. Này là may thủ công, nó không có dễ rách như cái túi jean. Cái túi jean mình mua theo cái loa mình xài mấy tháng để rách hết trơn nè. Còn cái này của mình may bao xài luôn, không có đứt, không có rách. Này là 150 một cái bao ship. Nếu mà anh em là mua cái túi đựng loa thì mình sẽ tặng cho cái bao hộp quẹt nè. Cái hộp quẹt này là các bạn mua cái hộp quẹt bít loại nhỏ á, các bạn nhét nó vô đây xong bạn móc cái này vô móc khóa, đeo cho móc khóa. Nhiều khi đi đâu cần lửa hay là đi bắn chim hoặc đi sinh tồn nữa các bạn, hoặc đi du lịch đi cắm trại có cái này theo, có cái hộp quẹt này khi nào cần lửa thì xài các bạn, rất là tiện lợi mà đẹp nữa. Cái này cũng may thủ công nha các bạn. Anh em nào mua ná nè, mua ná với mua túi loa thì mình sẽ tặng cái bao này. Còn cái bảng cách thông nữa các bạn. Cái bảng cách thông này thì mình đang bán giá là 150 một bảng bao ship.
Có nghĩa là cứ một cái bảng như vậy nè là mình bán 150 bao ship. Anh em đặt cái số nào thì mình sẽ cắt cho số đó, dài ngắn full tới má sơ mi gì có đủ hết, thích bạn chèo cũng được hoặc bạn bình thường cũng được. Rồi anh em thích vạch bao nhiêu vạch trên đây mình cũng vạch giùm nha, nhưng mà cái chuẩn của nó á, là cái ngoài cùng á, còn những cái bên trong này là mình sẽ thêm cho các bạn thì để các bạn chơi cho nó thoải mái xíu. Có nghĩa là khi mà các bạn thích tăng giảm độ dài thì các bạn cứ dựa vô cái vạch này này, các bạn rút ngắn nó lại. Còn lúc đó cái đầu to này nó bao nhiêu thì kệ nó, mình nói chung mình không quan tâm mấy cái đó. Hoặc đầu nhỏ này nè, tại vì nó là hai cái đường xéo, nó xéo vô cho nên cái chuẩn này nó chỉ có một cái thôi, là cái 220 này nè. Còn những cái trong là mình ăn gian, có nghĩa là để tiết kiệm cho các bạn, nó nhiều khi các bạn muốn cắt ngắn lại xíu thì các bạn cứ lấy cái vạch nhỏ dưới này nè. Đó. Đây là bảng máy chèo nè, mà cái bảng này có một bộ thôi, tức là một lần cắt được có một bộ thông thôi. Anh em mà thích xài cái bảng nhỏ này cũng được, nói chung loại nào mình cũng có hết. Cái bảng một bộ này thì 30, mấy cái bảng nhỏ này là chưa có bao ship nha các bạn, 30 nhưng mà chưa có bao ship. Nhưng mà mình khuyên nó xài cái bảng lớn này đi, dễ cắt, cắt mình cứ đặt thun xuống mình khứa rạch 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 theo cái đường này nó ra nhanh lắm. Đó, anh em nào cần thì cứ liên hệ số điện thoại này của mình này, nó cứ gọi trực tiếp số này cho mình. Còn anh em nào thích Facebook với YouTube thì cứ liên hệ cái này, hoặc Zalo mình cũng xài số này luôn. Trong nhiều khi mình đang bận hay gì nhắn tin mình chưa có trả lời kịp thì từ từ mình nhìn trả lời sau cho các bạn. Mà tốt nhất thì cứ gọi điện trực tiếp này. Đó, bảng nè, thùng nè, lá nè, da nè, túi đựng loa nè. Anh em nào cần thì cứ liên hệ với mình. Bây giờ ăn Tết kỹ quá, bữa nay mình mùng 10 mình mới khai trương lại nha các bạn. Cái vân gỗ này các bạn chơi mấy ngày thì nó đen lại, nó đẹp lắm. Cái này chặt cột dành cho những người thích bánh chặt cột, chặt tám đầu tròn. Cái tròn này máy nó làm nét lắm nè các bạn, nó tròn vo mà. Mà cái rãnh cột này tuyệt vời luôn. Tì cũng được, ôm cũng được, với cán này đầy này, cầm êm tay này. Đó, anh em nào cần thì cứ liên hệ với mình. Da cũng có, thùng cũng có. Cái thùng này anh em thích mua cuộn về cắt cũng có nè. Một cuộn nó là 2 mét. Thì này mình giảm giá xuống 101 mét. Anh em là thích tự về cắt theo ý á, tại vì cái bảng này nè, nên nói chung mỗi một người chơi ná nên ta phải có hai ba cái bảng lận cơ, tùy vào mục đích đi săn hay là bắn bia hay là bắn nhẹ hay bắn lực mạnh nữa. Tức là ta sẽ thay đổi cái độ to độ nhỏ của cái hai đầu thun này nữa các bạn, cái độ dài của cái sợi thun nữa, cho nên một người ít nhất nó phải có hai ba cái lận cơ. Còn mình thì mình mấy 20 cái á, nói chung mình xài nhiều khổ lắm, tùy vào mục đích của mình. Đó, anh em nào cần thì cứ đặt mình sẽ cắt cho. Còn những cái vạch này nè là mình làm thêm để anh em tiện sử dụng. Như anh em thấy 17, 11, 22 mà nó dư quá, nó dài quá thì mình xài cái vạch 201. Thì lúc đó không còn 17, 11 nữa, nhưng mà không sao hết các bạn. Nó không ảnh hưởng nhiều đâu, chút xíu à.
Cái bảng này mình nhà mình làm nha các bạn, đường cắt rất là nét chuẩn. À, vừa rồi có mấy bạn hỏi là cái khe mình để nhét con dao này nha các bạn. Mình là mình không có làm khít, mình làm mà đủ vừa nhét con dao xuống. Này sẵn mình cũng giải thích cho các bạn luôn, mình làm nó độ rộng của nó vừa đủ để nhét con dao và nó chạy một cách thoải mái, chứ mình không có làm chặt. Khi mà chặt á các bạn, kéo á, hai cái này nó bị giãn ra nè, nó phải chứa con dao trong đây, nó phải để con dao nó đẩy hai cái thanh này đi ra ngoài, mà lúc nó kẹt con dao trong này bực mình lắm, khó chịu các bạn, mình không xài đó. Thế là mình thiết kế cho nó vừa lọt con dao xuống nhẹ nhàng đó. Cái đó là cái phương pháp của mình, mỗi người làm có một cái cách riêng, cách này của mình. Chứ các bạn đừng có đòi mình là làm mà rạch mà vừa một đường để mà khít dao nha các bạn. Mình làm được chứ không phải không, nhưng mà mình không có làm. Tất cả mọi cái bạn mình làm một kiểu một, tức là con dao nó lọt xuống một cách nhẹ nhàng chứ không có bị lỏng nha các bạn. Rộng quá là không phải nha, rộng quá là sai, nó chỉ vừa con dao thôi rồi cho nó chạy này nè, thì nó không có cạo lưỡi dao nhiều, chạy rất là thoải mái, nhưng nó không có bị lỏng. Lỏng quá thì nó lắc qua lắc lại này các bạn. Còn khi các bạn cắt á, các bạn cứ lấy ngón 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 trỏ với ngón cái, các bạn chặn cái này lại, đè hai cái đầu này lại nè, thì các bạn cứa theo cái đường này là nó đứt ngọt sớt. Cái lưỡi dao này mình xài lâu rồi nó sét này các bạn. Các bạn thích thì các bạn mài lại cũng được, lấy giấy nhám mài xung quanh này nè, mà mình xài lần thì mình dục các bạn. Nếu anh em nào thích liên hệ sau này của mình. Rồi, xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn năm mới nhiều thành công mới, chơi ná vui vẻ. Thì năm nay mình sẽ làm nhiều clip về môn đá này các bạn, tại vì khu vực của mình đã được lên câu lạc bộ rồi, ở trên phường xác nhận thành lập luôn này các bạn, tức là dựa trên pháp lý đàng hoàng, tức là câu lạc bộ của mình được ra đời dựa trên cơ sở pháp lý đàng hoàng, chứ không có phải là thích lập thì lập nha các bạn. Cho nên năm nay mình sẽ làm nhiều clip, mình sẽ truyền đạt lại những cái gì mình hiểu biết về cái môn ná này nha các bạn. Tại vì bây giờ anh em chơi theo hướng thể thao, tức là bắn bia thi đấu, thì mình sẽ chơi theo phương pháp đó. Còn bây giờ mình ít đi săn này các bạn, nói chung mấy năm trước mình đi nhiều, cái năm nay mình không có đi nữa. Mấy năm trước thì mình còn đi săn, đi giao lưu, đi chơi, đi bắn chim với anh em này kia, làm clip đi săn. Nhưng giờ mình ít đi rồi đó. Lâu lâu anh em rủ thì đi chơi vui giải trí thôi, đi ngắm cảnh thôi, ít bắn à. Giờ tập trung là mình bắn cái bia này các bạn, mình cái file này nè. Anh em nào ở vùng sâu vùng xa mà không có biết thiết kế hay gì á thì cứ nhắn tin cho mình, nhắn Zalo cũng được hoặc là nhắn Facebook cũng được, thì mình sẽ gửi cái hình này cho. Rồi các bạn đem ra tiệm photo, các bạn in ra tờ giấy A4, bạn cứ nói ra in, rồi in ra giấy A4 là nó sẽ ra cái file này nè. Rồi các bạn xài cái tâm này nè, vòng đen này nè là 1,5 cm, 1,5 cm nha các bạn, đường kính á, thì cứ từ đây ra đây nó là 1 cm, cứ thế nó lấn ra. Thì bây giờ mình thi bắn thì mình cứ thi bắn, nói chung là sao mình cứ ráng mình gom vô giữa cái bia này nè, xong rồi tính điểm lại nha các bạn. Thì chơi theo hướng thể thao, thì sắp tới là mình sẽ ra nhiều clip hướng dẫn anh em cách chơi ná, tại năm rồi lu bu nhiều việc quá mình không có làm được. À, xin cảm ơn anh em nhiều, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Còn anh em nào thích cái kênh của mình á thì cứ bấm đăng ký đi,
mốt mình làm clip ra thì nó sẽ thông báo cho anh em. Nếu coi như là có cái gì hay thì mình cứ chia sẻ cho anh em. Cái nào mình thấy hợp thì mình theo mình chơi, còn cái nào không hợp thì mình loại bỏ. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.